Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm bánh flan. Bánh flan ăn mềm mịn, tan trong miệng, rất hấp dẫn. Cho đường vào chảo cùng với một xíu nước, nấu với đường sủi bọt lên thì các bạn vắt vào đây là một miếng chanh. Khi đường mình chuyển sang màu vàng caramel rồi thì mình cho vào đây là hai muỗng nước. Khuấy đều lên rồi mình nấu thêm khoảng 2 đến 3 phút nữa thì mình tắt bếp rồi rót vào trong hũ. Sữa tươi sau khi nấu ấm lên rồi thì các bạn sẽ cho vào đây ít vani, sữa đặc và nước nha. Trứng gà thì mình nên đập riêng ra chứ không lỡ mà có một trứng bị hư là mình phải bỏ cả mẻ. Với cái trứng thứ 8 thì mình chỉ sử dụng lòng đỏ thôi, mình không sử dụng lòng trắng. Đập trứng xong rồi thì các bạn sẽ lọc qua rây, khuấy đều lên cho tan hết rồi các bạn rót vào trong hũ. Khi mà hấp bánh flan thì các bạn lưu ý cái mực nước nó cỡ khoảng 1/3 hoặc tối đa là 1/2 cái nồi thôi. Đừng có để cho mặt nước gần đáy bánh quá, nó sẽ bị rỗ nha các bạn. Xếp bánh lăn vào trong nồi và mình sẽ hấp lửa nhỏ khoảng từ 40 cho đến 50 phút. Nếu như mà nồi mình hơi nhiều thì cứ khoảng 15 phút mình mở nắp ra, xả hơi một lần. Lặp lại như vậy từ 2 đến 3 lần là bánh chín nha. Chúc các bạn làm thành công và ngon miệng.